Phương Thúy và Thái Phạm xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SPTN. Kính thưa quý vị, cứ mỗi năm vào tháng 7 là đội miền Bắc góp California cũng như đội miền Nam góp California cùng nhau thi đấu để challenge cái cup. Và hôm nay thì đội miền Nam đã lên miền Bắc để mà thi đấu. Bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi nhìn ảnh sau đây. Mỗi năm thì hội của mình có tổ chức cái Challenge Cup để miền Nam và miền Bắc. Thì lý do tại sao mình có tổ chức như vậy? Cái này start ra là hình như là 18-20 năm về trước rồi. Tụi này start ra một cái group rất là nhỏ, đánh với nhau từ miền Bắc với miền Nam Cali. Rồi từ từ cái hội nó grow. Thì bây giờ là ngày xưa là chỉ có 8 người thôi. Là 8 người chứ sao, 4 người sao, 4 người nọt. Và bây giờ nó grow tới là 28 người. Sao 28 người nọ. Mà tụi anh tổ chức cái này là để try to get together, have fun and play golf and enjoy and this stuff, that's all. Chứ không có cái gì mà nghĩa là politics hay gì hết. Cái match ngày hôm nay thì rất là close. Tụi này có tất cả là 4 giải. Giải A, giải B và giải senior với là super senior. Thì mình bắt mình thắng được giải A, giải B, vùng sao để thắng senior với là super senior. Thì coi ra thì nói đúng là tie 2-2, nhưng mà tụi này vẫn quan trọng nhất là A, tức là cái cấp bự nhất, cũng như là mình thấy là cái trên cái bàn trophy là cái trophy mà bự nhất là cái đó là quan trọng nhất. Anh có thể chia sẻ hôm nay mình đội mình thi đấu như thế nào ạ? Thì nói chung hội mình năm nay là thắng hết giữa hội A, hội B và hội Legend là Northern California, we won all. Đây là trẻ nhất thì chia sẻ đi. Có lợi thế của sân nhà cho nên với lại nghỉ ngơi đầy đủ cho nên có nhiều người ủng hộ cho nên cũng thắng là cũng nhờ bạn bè đi ra ủng hộ cho nên có tinh thần quýnh hay hơn. Hôm nay đội của miền Nam Cali thì cũng là rất cố gắng để mà mang giữ lại cái cup. Nhưng mà nó cao đó thì là chơi rất là chắc thì hôm nay cũng gây nhiều khó khăn cho bọn miền Nam Cali này. Nhưng mà tụi này rất là mong muốn năm sau thì sẽ host NorCal xuống miền Nam. Thì mình giữ cái tradition như vậy thì rất là vui cho hai bên. Cái truyền thống này đã mấy chục năm nay rồi. Tại đây hy vọng anh em mình lúc nào cũng chơi với nhau vui vẻ và có tinh thần về thể thao. Tinh thần ủng hộ của hội raise funds cho mấy người ở Việt Nam, cháu bị tàn tật, với lại dạy cho những trẻ em ở Cali để tập golf. Rất là lợi ích chứ, tại vì mình có nguyên một ngày để mình ở ngoài trời rồi đánh thì rất là vui. Rất là khỏe mạnh. Em thì chưa có chơi nhiều lắm nhưng mà em đến đây để support team and support ông xã em thôi. Còn tôi thì khỏe mạnh, vui vẻ với lại support mấy cái team thêm thôi vậy thôi. Phương Thúy và Thái Phạm từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.